đầy đủ các cầu thủ của hai đội. Hai yêu cầu của đội khác cũng như đội quản trận đưa các cầu thủ của mình vào trở lại sân để chuẩn bị thi đấu trận bán kết thứ nhất của buổi chiều ngày hôm nay. Lớp 7, cộng 1, cộng 1, cộng 1, không mấy. Đây là khả năng thông tin nhé. Chúng ta là 2 đội, chế độ. Và đội trả lời thứ 2, thành công 2 thôi, để thi đấu. Về đội trưởng 2 đội cùng Thành Hằng Nam. Bên phải trọng tài là đội Quản Thượng, bên trái trọng tài là đội Phát, đội vì hai đội bắt tay đoàn kết. Đây, tiếp tục cả mà rất đoàn kết. Hai đội này là không có chắn nữa cả cái đội Rồi, khởi động trận đấu hay quả, tới bóng trước. Mà sẽ mạnh đi. Có người kìa, có bóng. Thủ chắc lên. Quả thương phát bóng không được rồi, phát bóng quá lưu lực làm mấy cái chai 2-0 điểm cho quả thương. Quả thương tiếp tục không được vượt phát bóng, không được rồi, bóng không được rồi, 3-0 điểm cho quả thương. Đây chỉ có 2 điểm thôi, 3 điểm thôi. Ở đây khác đã có vợ chồng anh em Chuyên có một đơn hoa với trị giá 200.000 đồng. Bởi vì là khép giữa vào đội trưởng của đội khác nên nhận đơn hoa của vợ chồng anh em Chuyên. Rồi một bên ngoài rất chín chắn, xin mời đội trưởng của đội bắt. Cái máy gì đấy là vợ chồng anh không? Được, tất cả được, 4-1. Nhất hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Không được rồi, bóng bóng cháu được bóng không bay qua lưới. Điểm cho đội Quản Thượng 5-2. Không được rồi, cháu được bóng qua lưới. Đẩy vào điểm cô đội Phát.
3 5 bao tiền? 650. Xin hai đội giành nhau một thấy không? Rất hay. Một bóng quá lực 6-3 đổi ra đội với quả thương. Quả thương dần được bóng. Rồi, tôi được bảo vệ đánh tiếp hay. Những quả bóng khó quắn luôn. Đang đang. Hey!
rồi trọng tài đã bắt lấy vị trí của đội Phát, tại vì đội Phát cố gắng liên tục không nhận được điểm và thi đấu ra thì vẫn điểm với đội Phát. Tốt rồi, không có gì đâu. Không vấn đề gì, đây có 7 quả, 8 quả, không vấn đề gì. Hay lắm, đập bóng cá nhục, bẩn cho đầu phát, 6, 10 vai. Đầu phát ra cuộc cuộc các bạn. Rồi, đập bóng tốt, được tiếp tục bản luận, 14, 6. Tốt rồi, có điểm, bắn 5 nốt vào, chắn bóng tốt, điểm cho đội Phát 7, 15, đội Phát vẫn tiếp tục phát bóng. Rất tốt. Ngon, rất tốt. Đừng có tắt bóng. Không được rồi, đặt bóng ra mà. Điểm tiếp cho đội Phát. 9, 15. Đội Phát tắt bóng. Quả theo chuẩn bị. Đội Phát tắt bóng. Đội quả theo chuẩn bị. Đội Phát tiếp tục phát bóng.
Tăng rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Hay lắm. Số là 21-16 nghiêng về phát.